Biến sao đây? Cái này biến sao? Mai mốt nghe mấy cái chào lưu á là phải ghi gõ ghi chú ở bên đây nè, giống như là khai cái gì đen bên đây để làm cái gì, cấm những ai biến không được mà cố gắng làm clip biến, ok chưa? Cấm nha, phải ghi được, mà phải ghi hai cái tag ở đây nè, nghiêm cấm mọi hình thức biến không nổi mà làm clip biến đó, nó phải như vậy điệp. Cái này biến sao bây giờ? Không biến nổi cũng biến được luôn đó, Anh cũng không thể biến được yêu luôn đó, một người phụ nữ nữa. vậy mà cũng biến được luôn đó. Anh đi bắt gì đây, anh đi bắt gì đây, anh đi bắt gì thôi thì mấy hình này mà trong Anh TikTok không thì thể biến hình nó yêu giống một người gay phụ bãi nữ lộn nữa. đó. Bình thường trước đó thì không thấy gay, biến xong thấy gay bãi lộn. Có nét nè. Ôi điện mẹ mày, tao sai rồi. Anh không thể. Tao đừng có nhén cái tóc nghe, thầy tưởng là điện mẹ. Ừ có nét nè. Ôi điện mẹ mày có nét. Ôi tao sai mẹ rồi. Để cái nào thì Không phải thể cho tao biết mình nói người phụ nữ thôi. Ồ bây giờ tới nỗi mà điện mẹ mấy đứa nít rồi không? Mấy đứa nít 7-8 tuổi cũng chơi cái này luôn hả?